Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vệ sinh quạt điều hòa ha. Hôm nay là thứ bảy thì vô tình cái quạt điều hòa của mình nó vẫn chạy nhưng mà nó không có bơm nước được nha các bạn. Tức là chạy thì vẫn chạy nhưng mà nó không có bơm nước được. Thì sẵn đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vệ sinh và khắc phục tình trạng nó không có bơm nước được ha. Đây là cái quạt điều hòa hơi nước. Thì trước tiên thì các bạn phải rút mấy cái tấm lưới bên hông ra ha. Đây, rút ra nó có 3 tấm, 4 tấm nha. Nè, ở bên đây đó, các bạn rút ra. Sau này có 2 miếng nữa. Thì đa số cái quạt điều hòa dạng đứng kiểu này thì đều có 4 tấm lưới. 4 tấm lưới này có tác dụng là lọc bụi nha các bạn. Rồi sau khi lấy 4 tấm lưới ra thì các bạn phải xả nước ở trong này ra ha. Ở đây có một cái van nè, các bạn mở ra để xả nước nha. Thì đó, nước chảy ra, bỏ trên đây luôn. Thì sau khi để tiết kiệm thời gian thì vừa xả nước thì chúng ta sẽ tháo cái quạt điều hòa ra. Thì tháo như thế nào? Thì ở đây nó có 3 ốc, 1, 2, 3. Thì để tranh thủ thời gian thì mình đã xóa, mình đã mở hết 2 con và công còn lại ha. Thì các bạn dùng chuột vít, các bạn mở ra. Rồi ok, như vậy là xong. Thì sau khi tháo băng ốc ra thì các bạn mở như thế nào? Các bạn cầm ở dưới đây ha. Các bạn nâng lên, cầm dưới đây, nâng lên cho nó hỏng cái cho nó hỏng khớp này ra ngoài nha các bạn. Nghe thấy không? Hỏng ra rồi các bạn thả xuống. Rồi ok, như vậy các bạn đã tháo được ở phía sau của cái quạt ra ha. Đây là, bây giờ mình để nó qua một bên này đi. Đó, nó rất là dơ các bạn nè, dơ quá trời dơ luôn. Thì với cái tình trạng cái quạt của mình thì bắt đầu là nó sẽ như vậy. Cái này nó sẽ gắn như vậy. Thì sau khi mà bật bơm nước lên á thì ở trên đây nó sẽ xả nước xuống sẽ ướt mấy cái tấm cooling. Mấy cái tấm này là tấm cooling nha các bạn, làm ướt. Và khi mà khởi động quạt thì nó sẽ hút gió sẽ từ đây qua cái tấm cooling này, nó sẽ làm mát. Thì hiện tại thì cái quạt này thì cái quạt này nó vẫn quay, nhưng mà nước thì nó vẫn bơm trên đây nhưng mà nó không có chảy theo mấy cái khe này, nó không có chảy xuống và nó không có làm ướt mấy cái tấm cooling này. Vì sao ha? Thì cái tấm cooling này nè, ở đây nó sẽ có ba cái máng, một cái máng nè, hai cái máng nè, ba cái máng. Thì nguyên nhân là nó không có chảy xuống mấy cái máng này á, là ở trong này nó quá dơ nè các bạn, nè thấy không? Tôi sẽ mở ra cho các bạn coi nè. Ở đây nó có một cái khóa, các bạn chỉ cần bóp vào là có thể bật nó lên đó. Thì các bạn coi nè, ở đây rất là dơ ha, bụi không à, cho nên nó kẹt nước, dù nó bơm lên nhưng mà nó không thể chảy xuống được. Cho nên các bạn vệ sinh thì để vệ sinh mấy cái này thì các bạn phải cần có một cái bàn chải. Đây, ở dưới đây nó cũng nước nó cũng đang chảy ra hết rồi, thì quạt rất là dơ nè, đóng ten quá trời luôn, anh nóng quá à, rất là dơ nè. Thì các bạn có thể là lấy nước rồi bắt đầu bơm vào vệ sinh mấy cái khe này cho sạch sẽ đi nha. Sau khi các bạn vệ sinh cái máng này sạch sẽ thì tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái máng thứ hai và thứ ba cho nó sạch sẽ nha các bạn. Thì để mở được hai cái máng này thì các bạn phải tháo cái tấm cooling bên này, giống như mình đã tháo bên này ha. Cái tháo như thế nào thì các bạn chỉ cần cầm cái cây này đẩy là nó ra thôi ha. Nè, rất là đơn giản, tại vì đây nó có một cái khóa nè, kéo lên ở trên đây cũng vậy, các bạn đẩy lên đục
À, cứng quá vậy. Cứng quá. Do nó bị rỉ sét cho nên nó hơi bị cứng. Ok. Cứng thì chúng ta sẽ dùng một cái chụp vít nảy lên. Ok. Thì sau khi mình dùng cái chụp vít mình để đây và mình đuổi nó lên thì nó đã ra nha các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần cầm kéo ra. Nó quấn cùng cứng. Tuy nó ra rồi nhưng nó quấn cùng cứng là nguyên nhân là nó bị rét nè. Cái quạt lâu quá rồi nè. Rồi rét quá trời rét luôn. Quạt này lâu quá, 3 4 năm mà chưa vệ sinh. Rồi, như vậy là nó đã ra. Sau khi ra thì các bạn dỡ này ra. Ra. Và các bạn lôi cái tấm Collin này ra ha. Trời nó mềm quá, tại vì hồi nãy mình đổ nước lên nên nó mềm. Tại vì cái máng ở phía sau này á thì nó không bơm, mà hai cái máng này á thì nó vẫn bơm cho nên nó ướt cái tấm Collin này. Bây giờ mình lấy ra thì nó sẽ bị vỡ cho nên để nó đi, xíu nữa mình lấy sau. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái máng này trước. Rồi tới cái máng này, rồi tới mình vệ sinh cái máng này. Vậy nha các bạn. Thì sau khi vệ sinh ba cái máng đó thì các bạn cũng phải vệ sinh cái này luôn. Vệ sinh hai bên hông này cho sạch sẽ luôn nha. Và ở dưới này nữa. Rồi quá trời dơ luôn nha các bạn. Ok các bạn, thì sau khi đây là hai cái máng nước mà mình đã vệ sinh xong. Ha, thì các bạn thấy nè. Trời hơi tối. Ha, sau khi vệ sinh xong rồi nó sạch sẽ như vậy nha các bạn. Đó. Nhìn nó sạch sẽ bụng đất. Đây là hai cái máng mình vệ sinh xong. Sạch sẽ sau khi vệ sinh sạch sẽ thì các bạn đóng cái nắp lại nha. Rồi gắn trở lại y cũ. Và đây là một cái máng mình chưa vệ sinh. Các bạn thấy nè. Bụng đất quá trời luôn, và đặc biệt và các bạn coi nè. Cúc hà đó. Thì các bạn thấy nè. Đất nó bám ở trên mấy cái đường mương này cho nên nó, khi mà nước nó bơm lên đây á, thì nó sẽ không có xuống đây được, nó bị chặn lại. Hoặc nó xuống nhưng mà rất là yếu cho nên quạt các bạn nó sẽ không bị mát, nó không được mát nữa, không bị các bạn. Cho nên bây giờ các bạn vệ sinh, mình chỉ thị phạm cho các bạn coi ha. Đây là cái máng chưa vệ sinh, rất là dơ, bụng đất quá trời. Bây giờ các bạn dùng bàn chải chà sạch cho mình. Và cái này thì đã vệ sinh rồi ha, sạch sẽ rồi. Ok, thì sau khi các bạn vệ sinh mấy cái máng xong thì các bạn lắp lại y cũ ha. Này, lắp lại y cũ rồi tiếp tới các bạn vệ sinh mấy cái phần này ha. Phần motor, phần này, phần máng dưới, phần máng bên hông, rồi phần hồ. Nói chung là các bạn vệ sinh sạch sẽ. Và cuối cùng thì các bạn phải vệ sinh mấy cái miếng lưới này ha. Các bạn dùng bàn chải các bạn chà ha, cho nó sạch sẽ ha. Nè, ở trên đây đóng bụi cũng rất là nhiều nha các bạn. Nói chung mà các bạn làm sạch sẽ thì quạt nó sẽ càng nhiều gió hơn và nó càng mát hơn, nó không bị cản bởi bụi nha. Rồi ok, về cái phần tháo vệ sinh và mở quạt hơi nước, xem như là tới đây là xong. Các bạn vệ sinh cẩn thận ha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. À, quên nữa là sau khi các bạn vệ sinh thì phải để cho cái quạt nó khô đã rồi mới cắm điện cho chạy nha. Thôi đừng có chạy liền. Rồi ok, vậy thôi.